Google lên hay còn gọi là Google ống kính để cài đặt được Google lên. Thì các bạn vào CH Play này. Các bạn gõ từ khóa là Google lên. Google lên. Đấy, hoặc là bạn gõ vào từ khóa ống kính cũng được. Đấy, các bạn chọn cái đầu tiên này, Google lên này, còn gọi là Google ống kính. Bạn sẽ gõ, có thể gõ vào đây là từ ống kính cũng được. Kính. Đấy, các bạn ấn vào ống kính Google lên, vẫn là nó. Thế thì trên màn hình hiện ra là Google lên, Google hoặc là Google ống kính, thì các bạn ấn vào cài đặt như tất cả những cái ứng dụng khác. Còn đối với cái điện thoại của mình thì trên màn hình thì nó lại không hiện ra cái chữ cài đặt như mình nói, mà nó lại hiện ra chữ mở. Lý do là ở trên cái điện thoại của mình ý, thì hệ thống nó đã cài đặt đặt sẵn, có sẵn rồi, nên mình không phải cài đặt nữa. Thế thì để sử dụng cái Google Lens này, thì các bạn vào biểu tượng. Khi cài đặt thì cái biểu tượng Google Lens nó sẽ ở trên màn hình của các bạn. Các bạn lựa chọn cái biểu tượng Google Lens để các bạn có thể là sử dụng. Đây, các bạn vào cái từ ống kính nhé. Đấy, đây. Chính là cái biểu tượng này các bạn này. Đấy, sẽ là những cái biểu tượng giống như thế này. Đấy, đây chính là Google Lens. Thế thì đối với Google Lens thì nó là một cái công cụ tìm kiếm thông tin thông qua hình ảnh. Ở đây thì ngoài cái công cụ tìm kiếm thông tin thông qua hình ảnh ấy, thì còn có cái chức năng là dịch rồi là sao chép văn bản. Thì đầu tiên là với cái chức năng dịch của ứng dụng Google Lens thì mình đã được trải nghiệm rồi, sau đây mình sẽ thao tác lại để cho các bạn có thể biết cách làm. Đối với lại cái chức năng dịch này thì mình thường là hỗ trợ để dịch cái từ bằng tiếng Anh mà mình không biết. Đây, có thể là mình có một cái vị thuốc đây, để con gen, nhưng mà phía đằng sau này mình phát hiện ra là toàn tiếng Anh thôi. Nên là ở đây thì đối với mình sử dụng Google kính để mình dịch, thì đây mình có thể vào phần dịch, sau đó mình lựa chọn ngôn ngữ này của mình, ở đây mình lựa chọn tiếng Anh này, sau đó cái phần dịch ra là lựa chọn tiếng Việt này. Đấy, nếu muốn dịch được thì các bạn đưa cái ống kính của cái điện thoại này vào gần với lại cái phần mà chúng ta cần để dịch, sau đó ấn chụp. Đấy, ta thấy là trên màn hình đã hiện ra là tiếng Việt của hướng dẫn sử dụng của cái thuốc này, và mình có thể dễ dàng đọc được, mình biết cách để có thể sử dụng thuốc một cách hợp lý và đúng cách. Cái thứ hai nữa là mình có thể sử dụng cái Google Lens này để hỗ trợ con mình học tiếng Anh. Đối với các mẹ, các bố các mẹ học, có con học tiểu học ấy, nói về tiếng Anh thì mình bảo mình không biết, mình có thể sử dụng cái chức năng này để mình hỗ trợ con mình học tiếng Anh. Ví dụ như đây là bài tập tiếng Anh. Còn tiếng Anh mình nhìn vào toàn tiếng Anh không biết thì có thể đưa vào gần, đó ấn chụp. Đấy, thì toàn bộ cái từ tiếng Anh này có thể nó đã hiện ra bằng tiếng Việt, có thể hỗ trợ để có hỗ trợ con dịch, có thể dạy được con học. Đấy, cái bảng này mình chẳng biết là làm như thế nào, thì mình có thể đưa để đọc cái yêu cầu của cái bài nó là như thế nào. Đấy, trả lời viết có hoặc không. Đấy, những ngày mưa, những ngày nắng. Đấy, đây con nó đã dịch hết ra tiếng Việt này, có các bố các mẹ có thể sử dụng để dạy con học tiếng Anh đối với tiểu học. Còn đối với lại cấp 2, cấp 3, thì em có thể sử dụng cái Google Lens này để các em dịch bài khóa, dịch những cái yêu cầu của bài tập mà chúng ta không biết. Đấy, ví dụ bài khóa này, đưa vào gần phải là ấn chụp. Toàn bộ cái bài khóa này nó đã hiện ra bằng tiếng Việt và chúng ta có thể dễ dàng hiểu được cái nội dung. Cái bài khóa thì trả lời, giúp trả lời câu hỏi một cách tích cực hơn. Này, mình thao tác lại. Đối với bài này, mình video vào gần, ta ấn chụp. Này, toàn bộ tiếng Anh đã dịch sang thành tiếng Việt. Đây là cái phần dịch. Thế còn nếu như muốn dịch ngược lại là tiếng Việt sang tiếng Anh thì các bạn cần vào cái dịch từ này, chọn tiếng Việt này. Sau đó bên này thì sẽ chọn tiếng Anh này. Đấy. Và các bạn đưa vào gần cái quyển dòng chữ tiếng Việt thôi. Các bạn ấn chụp thì lập tức nó chuyển thành tiếng Anh. Đây là cái tính năng thứ hai. Tính năng này rất là thú vị. Đấy, có thể sử dụng hỗ trợ học tiếng Anh được. Cái tính năng thứ ba. Tính năng thứ ba là tính năng thứ hai này. Tính năng văn bản. Văn bản là mình có thể sử dụng để sao chép văn bản.
tính năng này rất là thú vị. Đây, ví dụ ở đây là mình muốn sao chép một cái đoạn văn bản trên máy tính chẳng hạn. Ví dụ tiểu luận nguyên lý nhiệt động lòng cứng nhắc chuyên ngành vật lý đó. Mình có thể lựa chọn để sao chép một cái đoạn văn bản ở trên này. Đây, ví dụ phần lời nói đầu này, mình lười gõ, mình không có thời gian để gõ, thì mình có thể lựa chọn chụp sau đó mang về để mình tham khảo. Chụp đấy, cái phần mình chụp ấy, đây mình có thể lựa chọn chọn tất cả sau đó ấn sao chép vào máy tính với điều kiện là một tài khoản Google đã được mở đồng bộ cả trong máy tính và cả điện thoại. Sau đó máy tính thì được bật sẵn và mình sẽ lựa chọn cái tên cái máy tính của mình là Office 2020. Đây các bạn thấy là nó hiện lên là đang sao chép. Rồi các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái màn hình của máy tính nó hiện lên là văn bản đã được sao chép này. Ấn Ctrl V để tán này. Bạn có thể mở một cái trang web sẵn. Sau đó các bạn ấn Ctrl V. Đấy, các bạn ấn Ctrl V thì cái văn bản mình vừa mới sao chép ở trên mạng nó đã nằm trong cái trang web máy tính của mình rồi. Hoặc là các bạn có thể sao chép một đoạn tiếng Anh ở trong sách giáo khoa. Đấy, chụp để sao chép. Đấy. Sau đó cũng chọn sao chép vào máy tính. Chọn tên máy tính. Là nó, các bạn sẽ thấy là ở góc màn hình nó đã hiện lên là văn bản đã được sao chép này. Các bạn mở trang web ra. Sau đó các bạn ấn Ctrl V. Đây, các bạn thấy là cái đoạn tiếng Anh đã được sao chép vào máy tính của mình. Đấy. Tính năng này thì cũng rất cần cho các cái thầy cô giáo mà cần một cái đoạn văn bản có sẵn để tham khảo. Hoặc là từ sách giáo khoa cần đánh vào trong Word mà mình không có thời gian để có thể gõ. Thì mình có thể sử dụng cái cách này để sao chép đoạn văn bản. Đây là tính năng thứ hai. Cái tính năng tiếp theo là tính năng thứ ba. Đó là tính năng bài tập về nhà. Cái tính năng bài tập về nhà thì rất là cần thiết. Những cái bạn mà khi mà chúng ta học ấy, chúng ta cảm thấy là bài tập này không có người hướng dẫn, mình chưa biết giải quyết như thế nào, mình có thể sử dụng cái tính năng này. Mình đưa vào gần cái đề của bài tập, sau đó ấn chụp. Đây, mình ấn chụp. Sau đó thì hệ thống nó sẽ tìm kiếm. Mình kéo xuống dưới, mình thấy luôn cái bài tập phía bên dưới này. Mình có thể mở ra để tham khảo. Để bài tập, nó hiện luôn ra là bài tập sách giáo khoa trang bao nhiêu, của lớp mấy. Và có luôn câu trả lời ở phía bên dưới. Có thể đối với một số từ khóa là quá trình tìm kiếm thì có thể là tìm kiếm thấy một bài giống hệt. Hoặc là một số bài là không giống hệt. Nó gần giống thì mình có thể dựa vào đó để mình làm. Đây, một cái bài tập khác. Để mình có thể đưa vào gần cái đề bài tập, sau đó ấn chụp. Đây, hệ thống nó sẽ tìm kiếm. Đây. Hệ thống sẽ tìm kiếm đúng bài đó luôn. Và mình có thể xem qua các bước giải để có thể tham khảo. Đây, mình thao tác lại. Thì lựa chọn cái bài tập toán, ấn chụp. Đấy. Có thể có những cái bài toán nó gần giống hoặc là giống hệt thì tốt, mà gần giống thì mình có thể dựa vào đó để mình tham khảo cách giải cái giải bài. Chụp. Đây, mình sẽ tìm thấy luôn. Đây là cái tính năng nổi bật của Google Lens đấy các bạn. Tính năng tìm kiếm thông qua hình ảnh. Đấy là cái tính năng tìm kiếm bài tập.
cái tính năng tiếp theo này, tính năng tìm kiếm này. Với tính năng này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái hình ảnh, các bạn có thể vào cái hình ảnh mà các bạn đã chụp thì các bạn có thể sử dụng để tìm kiếm cái hình ảnh đó. Đây, ví dụ như là đây là một cái cây, ví dụ nhé, mình có thể là chưa biết thì mình có thể chụp cái hình ảnh này, sau đó mình ấn tìm kiếm thì mình sẽ biết đây là cây gì. Đấy, nó hiện ra là rau kinh giới, chính xác, rau kinh giới. Hoặc đây, cái cây này là cây, một cái loại cây rau mà bạn mình cho, mình không biết nó tên là cây gì, bạn cũng không biết là cây gì, chỉ biết là rau ở nước ngoài vì có thể ăn được. Thế thì mình có thể chụp, sau đó mình ấn tìm kiếm. Tìm kiếm thì mình sẽ thấy là có những cái kết quả nó gần giống. Nó kéo rộng hơn một chút nữa để nó ra được toàn bộ cái cây. Tìm kiếm thì nó sẽ dễ hơn. Đây, cây này nó gần giống với cây của mình thì mình có thể xem. Đây nó ra là cây đu đủ. Nó gần giống. Có những cái thì nó có thể tìm kiếm đúng, có những cái là nó tìm kiếm cũng không đúng đâu. Nó gần giống. Đấy. Đây, mình có thể tìm kiếm bằng cái hình ảnh thật mình có. Đây, rồi mình có cái bánh này. Và mình có thể đưa vào mình gần để mình chụp kết quả tìm kiếm. Đây, nó ra là bánh snack, que nhân sữa, cà phê, Akiko. Đấy, mình bấm vào đấy thì mình có thể biết được cái thông tin chi tiết của nó. Là mua ở đâu, giá bao nhiêu tiền, bán ở chỗ nào. Đấy. Hoặc là mình có thể sử dụng cái công cụ này để mình tìm kiếm các cái thông qua hình ảnh. Những cái hình ảnh mình chưa biết này. Ví dụ ra vườn mình thấy cái cây rau này. Đấy, ví dụ như mình chưa biết cây rau này là gì thì mình có thể ấn vào tìm kiếm như đây. Nó hiện ra là rau sam. Hoặc là cây này, là cây này chiếm qua ra lên cái đồi, ra cái đồi ở đằng sau nhà thì thấy có cái cây này, cho nó lạ lạ thì không biết nó là cây gì, mình chụp lại, sau đó mình về mình sử dụng Google mình tìm kiếm thì kết quả này. Đấy, kết quả nó ra là lá ngón. Lá ngón thì quả thật là cũng chưa biết nhưng mà cũng nghe nhiều rồi, thì lá ngón là rất là độc, nên là mình biết cây đấy cây lá ngón thì mình sẽ không chạm vào nó, không ăn, không chạm vào nó. Đấy, hoặc mình có thể tìm kiếm những hình ảnh như là cái con gà này, không biết giống gà là gì, mình có thể chụp. Đây, hoặc con mèo trông rất là đáng yêu nhưng không biết mèo gì, mình có thể mình vào mình xem, mình biết là nó hiện ra từ khóa là mèo lông ngắn của anh, phiên bản nhân giống, có chọn lọc của mèo nhà anh truyền thống. Đấy, hoặc mình chụp ảnh với con chó này. Đấy, nó ra luôn là chó, tên của nó Bully của Mỹ. Đấy, đấy là ngoài ra thì còn có cái tính năng là mua sắm này, địa điểm này, bữa ăn này. Những cái tính năng này thì các bạn có thể tự trải nghiệm. Nếu thấy video của mình hay thì hữu ích thì các bạn like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.